đi đạo biết bao nhiêu năm rồi, tốn tiền tốn của đi không có biết chỗ nào có linh khí, chỗ nào có âm khí hết, không có cảm nhận được gì trơn hả. Mấy cái tượng đó toàn là ma quỷ nhập tượng không đó đó. Mình đi mình phải biết, tại vì cũng là núi với nhau, cũng là chùa với nhau, chúng ta đi chúng ta phải để ý nha. Có những núi chúng ta đến rất là thanh, những cái am cốc đó rất là thanh. Có những núi đó mà người nào mà họ họ muốn ham thích thần thông, họ đến họ liền bùa đó. Chúng ta đến là nơi đó là cái quần quần chóng mặt, hoặc là những cái nơi nào mà người ta nuôi binh đồ nhiều đó, và cái lực mình đó vô là những cái đầu nó quay 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 nó chóng mặt là chúng ta biết là quá trời nhiều vong rồi đó, chúng ta biết. Hoặc là những người nào đang yếu đó thì đi chùa ra phía sau bàn thờ cũng có vong rất là nhiều, và đi nếu mà lực yếu thì chúng ta chóng mặt. Nếu mà cúng kiến đàng hoàng mà nói chung cúng kiến đàng hoàng cơ mà tụng kinh đó, chùa mà có tụng kinh thường xuyên mỗi ngày đó thì cũng sẽ tới nó nhẹ, nó bình thường nha, nó không có sao không ha. Và chỗ nào mà mình nói là chùa mà tu một một mình hoặc ấy đó đi hoài đó mình nghĩ tới đến năng ì. Nam mô Di Đà Phật, lời nói đầu tiên cho phép gửi lời chào đến bà con cô bác trong nhà ngoài nước của anh chị em. Thì hôm nay trong cái một cái luồng tư tưởng trong đầu em thì em sẽ chia sẻ với quý vị khán giả một trong câu chuyện mà thật sự rất là hot gần đây. Và nói chung là như vậy nè quý vị, chúng ta hay để ý đến quá khứ người khác lắm mà chúng ta quên mất đó, tất cả chúng ta sống trong đời này đó là một cái vở tuồng, những vai diễn mà chúng ta đang diễn. Chúng ta nếu chúng ta là người diễn viên á, chúng ta đóng đóng chánh á, và chúng ta mình nói là nhận cách xây cao đó, mình phải diễn cho thật giỏi mình mới có được lương, có tiền. Còn nếu chúng ta diễn mà diễn không tròn vai sẽ không có tiền cái gì, nhiều khi bị cắt hợp đồng nữa. Nhiều khi cái màn diễn này đến lúc đó, có những lúc đó chúng ta phải nên tạm ngưng và kết thúc. Nhưng mà có những người họ không hiểu, không biết làm sao mà họ cứ đem cái tranh luận, dư luận hay chuyện này chuyện kia cắt ra để làm câu view kiếm tiền hay làm gì nọ đó quý vị. Thì cái luồng điện phóng xuống thì em đã không biết phải nói gì. Nói chung là cái kiến thức ngoài trần đó thì em không có biết bao nhiêu đâu, thật sự không biết bao nhiêu nhiều đâu. Sách vở thì em cũng không có đọc sách nữa. Nhưng mà những cái tư tưởng này đôi lúc cũng phải chia sẻ với quý vị. Tại vì sao quý vị? Thầy sư sư thầy Thích Minh Tuệ đó đã ẩn rồi, thì mà mình chúng ta cứ đem ra quay để có hai ý kiến. Một ý kiến ông này mà tu cái gì, tu là phải gì 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 gì, tu là phải đầu tròn áo vuông, phải đi vô chùa, phải như vậy gì gì, đi lang thang gì không đúng hạnh đầu đà, ví dụ vậy đi. Nhưng mà quý vị có làm được như sư Minh Tuệ không, có được hân họ tâm pháp một ngày nhận một buổi cơm không? Mà nếu một sư Minh Tuệ ăn ngày ba buổi cũng được nữa. Tại vì sao quý vị? Tại vì người ta đâu có nhận tiền nhận bạc gì đâu, người ta đói bụng ta ăn được bình thường không sao hết trơn, cũng không có hại gì ai hết trơn á quý vị. Đó thì đó là một chuyện mà chúng ta đem rất nhiều phép thử để thử thầy. Đôi khi thiệt không biết, thiệt không biết, nhưng mà chúng ta là người đã khởi cái tâm lên rồi đó, khởi cái tâm xấu lên đó, mình cái quyền gì mình được khảo người ta, trừ khi cái người đó có sứ mạng được ở trên giao phó mới đi khảo nha. Chúng ta lơ mơ, tại vì trong căn có nhiều người ta nghĩ người ta có sứ mạng đi khảo. Nhiều khi lúc đó mình có sứ mạng nhưng mà chúng ta đã làm đúng vai trò chúng ta được hưởng rồi, chúng ta phải lên cấp mới. Giống như em là một ví dụ điển hình. Em từng ăn ngọ 6 tháng, cái lúc đó em không biết tự nhiên sao cho em ăn ngọ, chuyển cho em gặp một người đúng duyên để em ăn ngọ được 6 tháng, và lúc đó em ốm được 6 7 kg. Thì lúc đó em bây giờ hiện tại em lên ký lại em hơi mập, hay nói chung là mập luôn đó. Và lúc đó thì chuyển uống 6 kg để mà mình đắp một cái vai khác. Và lúc đó em trả quả gì đời thì gì tình duyên gì cuộc sống gia đình là em bị trả quả. Em cứ nói trả quả của gì đã hiểu được rồi, mình không cần phải nói quá khứ, mình nói trả quả là mọi người sẽ hiểu được mình đã từng bị tổn thương, mình từng cũng có cái gì đó sai trái với cuộc đời này, mình bị trả quả. Thì người ta gặp em hỏi ơi sao dạo này mày ốm như vậy, tự nhiên cái miệng em giọt ra em nói một câu gì nè, tôi vẫn bị đóng vai khác rồi. Thì thật sự ra lúc đó mình không có hiểu, và em mượn bà chị bạn 2 triệu em mua quần áo mới. Em cuối năm đó là tự nhiên cái hồn mình lướt TikTok á, mua giải rất là nhiều, mua ba cái phụ kiện, ba cái còn đồ đeo giống như mấy bà mà hội đồng gì đó quý vị. Thì em không có biết, em không có biết đâu, cái em cứ mua 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 gì đó, cái em may đồ em mặc, mua đồ mới. Nhưng mà lúc trước thì cũng không có khó khăn, nhưng mà không nó khổ lắm, nói chung khổ thì khổ nhưng mà cũng nó không phải là khổ lắm cái gì. Nhưng mà mình cũng còn lâu lâu thỉnh thoảng có chị cho tiền đó, thì em sống thì được nhờ cái duyên của chị cho tiền. Và sau này thì chị năm nay chị bắt cắt lương mà không cho, thì lúc tới lúc này thì em làm được YouTube, em cũng có bạn, nhưng bạn em thì cũng không có khá giả gì đó. Thì cái đó là mình chia sẻ, thì nói chung là tự mình làm mình để ăn đó, chứ không ai lo cho ai đó quý vị.
thì cũng khó khăn lắm quý vị. Rồi tới cái lúc đó tự nhiên mình mới giọt miệng mình nói tôi đóng vai khác, rồi tự nhiên là mình mặc đồ đó mình đeo lên nọ giống như bà hội đồng mà mình ốm. Bây giờ thì tự nhiên cái em vô cái nhóm YouTube, và tự nhiên cái nhóm YouTube thì nói chung banh chành rồi, ai đã từng theo dõi cô bác này theo dõi em nhiều clip thì biết cái nhóm em giờ banh chành, không ai chơi với ai, chỉ chia hai nhóm hai phe. Thì cái đó mình không nói xấu tốt gì đây, thì em đã xong nhiệm vụ của em đó, tới lúc em phải đi một cái nơi khác em sống và em đến một chỗ khác làm nhiệm vụ của em nữa đó. Cái gì cái dở tuồng nào cũng lúc mở rồi tới lúc xếp lại, chứ không phải chúng ta đóng hoài trong cái giai đó. Em đã làm hoàn thành cái nhiệm vụ của em rồi, tới lúc em phải đóng cái giai khác. Thì cái lúc mà em nói pháp với quý vị thì em cũng là người được chuyển để nói, chứ không phải tự nhiên em biết đâu mà em nói. Có những lúc em nói sao em giật mình đó, trời ơi sao mình có thể nói được những cái này. Nhiều khi em giật mình á, cái kiến thức em có giới hạn, và cái thứ hai nữa em không có đọc sách nhiều, và cái thứ ba nữa em ít có biết về mấy cái này lắm. Em hồi nhỏ lớn em không có coi phim nhiều, rất ít coi, em không có gành, thật sự em không có gành. Nhưng mà mình không biết sao mình đã nói hôm nay đã được cỡ 50 clip rồi, là cái sự đó mình bất ngờ về cái sự nói chuyện của mình đó. Thầy Minh Tệ cũng vậy, cũng là một bậc thánh, em tạm gọi là một bậc thánh so với em nha. Cái này em đứng trong cái quan điểm của em chia sẻ cho quý vị. Thì quý vị khi thấy thầy Thích Minh Tệ ra có hai luồng tư tưởng, một người khen một người chê, nhưng mà cái chuyện đó bỏ qua một bên. Và quý vị thấy không, ở đâu những cái chàng trai đó ngưỡng mộ sư Minh Tệ, người ta một người từng ăn chơi, trong đó có những có ăn chơi, có hiền lành, có những người họ cũng hành đạt, có chia ra mình tạm gọi là ba dạng đi. Nhưng mà quý vị đang cuộc sống bình thường như vậy nè, quý vị bỏ ra đi phơi nắng phơi sương cả tháng trời để đi gieo duyên được không? Đi theo kiểu hay Thích Minh Tệ gì đó được không? Rồi xong tính được đâu bao nhiêu ngày thì nhà nước không cho nữa, thì cho đúng dù đúng dù sai gì mà em có nói. Nhưng với quý vị bình thường một ngày quý vị thử ăn ngọ một ngày thôi, quý vị đi thử đi 2 ngày 3 ngày chịu không nổi. Nhưng mà thầy đã đi được như vậy rất là hay. Mình đi mình đội nón á, con khi người ta đi không đội nón, không có tóc nóng lắm quý vị. Và cái vùng đất đó thì rất là nắng, vùng đất ngoài miền Trung thì hơi bị nắng nha. Và mình thấy quý vị không, ở đâu cái người ở trên một cái, mình nói một cái vở kịch ở trên Thượng Đế sắp xếp rất là hay. Cái người này không biết ở đâu đâu không biết, tự nhiên cảm phục cái hạnh tu của ngày Minh Tệ, và bắt đầu là tự nhiên ta bỏ tất cả người ta đi dù là đến bây giờ có người đã hoàn tục không được đi nữa như thế nào nào đó. Cái chuyện đó mình không có phân tích xong, nhưng mà rõ ràng ở đâu xuất hiện những người này đã đi được như vậy rất hay, nhưng mà chúng ta đi chưa chắc đã được. Cái đó là cũng là một vở tuồng của Thượng Đế đó quý vị, rất là hay ha. Cái đó phải khen. Ở đâu không có biết tu hạnh gì trên, tự nhiên quay qua cái sẹt cái đầu cảm mến, bỏ tất cả qua đi tu, đi đầu trần chân đất, hoặc có người chịu không nổi thì mang dép đi như vậy được mười mấy ngày, có người thì đi được cả tháng đó, có người thì được vài ngày. Vậy thấy rõ ràng đó là cái sự mà cứ nói là dở tuồng của Thượng Đế sắp xếp. Nhưng mà nói đi nói lại, cái màn này đã đóng lâu lắm rồi, cái tuồng nó đóng bữa giờ rất là lâu rồi. Thì mà tại sao mình cứ lâu ra nói hoài, nó không có hay. Ai cũng có quá khứ, ở đâu đó thì họ là người đời mà, ở đâu mà tự nhiên cái đụng cái họ đi được như vậy rất là quý, rất là hay. Mình làm không nổi đâu quý vị, ngủ ngồi một hai bữa sau cái này họ ngủ cũng lâu, nữa tháng người ngủ cả tháng. Vậy là mình cũng nên chăm quý, nhưng mà 8 tháng có là một vở tuồng thôi, không có gì hết, xong rồi kết thúc rồi. Người nhà nước không cho đi thì cũng hủ và vô đã hòa chung với nhau rồi, thì mình cứ đào bới lên chi nữa, để cái gì, để hồi chuông cảnh tỉnh thôi. Xong cái công nhiệm vụ của thầy rồi, và mọi người đã làm xong gia diễn của mình một cách là hoàn hảo nhất rồi. Xong mình nói chung em nói là mọi thứ đã xong rồi, thì mình đừng có nên khơi ra làm gì. Tại vì nếu mà thầy hoặc ai trong đó có quá khứ xấu thì mình đem khơi ra cũng không tốt nữa. Tại vì ai cũng sống cũng là quá khứ mà. Bất cứ thánh nhân nào cũng có một quá khứ, bất cứ tội đồ nào cũng có một tương lai. Nên cái vở tuồng người ta đã sắp xếp xong, diễn xong rồi thì thôi, mình nên xếp lại cái màn này đi. Mình nên nói về cái chủ đề khác nó hay hơn. Thầy cũng đã đi một mình và đi ẩn một chỗ này chỗ kia chứ đâu cố định một chỗ đâu. Thì vở tuồng đã xếp lại thôi, chúng ta cũng nên kết thúc chuyện này đi, đừng có khui tới khui lui nữa, nó không có hay đó. Cái tất cả cái đó để chúng ta, để một là hồi chuông cảnh tỉnh thôi, chứ không có gì hết đó quý vị. Thì em cũng có quá khứ mà, thì nếu mà chúng ta đem quá khứ người này người kia, hay chúng ta đi mà phân trần chuyện đúng sai nó cũng không đúng nữa. Cái đó là mục đích của thầy Minh Tệ đi để làm gì, để cảnh tỉnh, làm hất tỉnh mọi người. Rồi xong vụ của thầy rồi đó, vở tuồng xếp lại rồi. Còn có thầy giảng đúng hay giảng sai, hay là đi như vậy, thì có hai ý kiến. Em nói hẳn ý kiến gì nè, là do làm sao người ta nói ông này đi ra gì là tội dữ lắm, đi ra gì biết bao nhiêu người ta bỏ vợ bỏ con đi theo ổng, bỏ công ăn việc làm, rồi bỏ này nọ. Ông này biết cái tội ổng lớn nhiều không,
ở trên ta giao nhiệm vụ là phải đi như vậy thì đi như vậy, không nói gì hết, tại mình hỏi người ta mới trả lời, mình không hỏi ta đâu có trả lời đâu. Xong nhiệm vụ người ta rồi tuồng nó đã xét khép lại rồi, còn mình đi bàn bạc tu đúng tu sai, so với Phật giáo gì là không đúng hạnh Đồ Đà, so với cái gì là chưa đúng, còn gì là không đúng, rồi phải ngủ trong rừng rồi ngủ nghĩa địa, rồi gì những trả lời những câu hỏi này nó không đúng với Phật giáo trong kinh sách, ví dụ vậy đi. Cái giới tuồng ta đóng vai im lặng, quý vị hỏi người ta phải nói thôi, nhưng mà đúng ra là thầy Minh Tuệ là một bậc thánh đó quý vị đó, thì tương lai thì sẽ thành Phật thôi đó, thì cái giới tuồng nó xếp lại rồi tự thầy tu rồi tự thầy ấn chứng đó, thì sau này có thể kiếp này hoặc kiếp sau thầy có thể là chứng đắc, ví dụ vậy đó. Thì cái gì cũng vậy, do chúng ta như thế nào hưởng đế cho một cái giới tuồng vậy, rồi xong mọi chuyện em nghĩ đã, chúng ta nên quên lãng và kết thúc nó đi, rồi chúng ta quay về chính mình và đừng chạy theo. Thì trên hiện tượng mạng đó bây giờ rất là nhiều cái chuyện làm chúng ta hoang mang. Ví dụ như em nói, ví dụ đi quý vị đi chùa đi, quý vị đi chùa mỗi hai vị sư là hai cách giảng khác nhau rồi, mới đi tu thì nó khác, sau này thì sư này thì kêu niệm Phật đi, nhất tâm niệm Phật, sư này kêu bố thí cúng dường đi, rồi sư này kêu họ bác quan trai thì gì đi người tốt nè, rồi sư này thì kêu ít có ai kêu ở nhà lắm, ít ai kêu quý vị ở nhà tự tu tập, tự quý vị thức tỉnh quý vị. Ít em không thấy, toàn là kêu đi chùa làm phước cúng dường không, phải kêu quý vị ở nhà tự tu tập. Chúng ta đã hạnh phúc rồi, chúng ta đã bình an rồi, chúng ta đâu cần làm ăn mày nữa, cửa phòng chi nữa. Chúng ta đến chùa mục đích là cầu sinh thôi chứ không có làm gì chứ. Thì chúng ta nếu mà chúng ta nhức đầu trầm cảm, chúng ta đi đến đó để tìm một cái góc thanh tịnh, chúng ta xả chết chúng ta đi về. Nhưng mà chúng ta là do chưa tìm ra cái nút thắt, những cái khúc mắc của mình thôi, chứ chúng ta tự ở nhà vẫn có thể mà làm được. Nhưng mà cái đó là cái chuyện không ai cấm cản, nó là chuyện bình thường. Nên á, em thì không có khuyên ai đi ở chùa hay đến chùa hay là về nhà gì đó, quan trọng chúng ta tu làm sao chúng ta quay về bên trong, chúng ta tự làm chúng ta an vui. Chứ còn mỗi người mà chúng ta đi ghiếp mỗi người một pháp môn, người này thầy này còn chơi thầy kia đó, tu với nhau một chơi qua chơi lại pháp môn người này pháp môn người kia, thì hỏi quý vị ghiếp đi ghiếp quý vị loạn tâm luôn. Rồi tu làm sao, tu như thế nào mới đúng? Thì thật sự ra tất cả các pháp môn nó chỉ là một cái con đường dụ dẫn để chúng ta quay về con đường tu tập để làm thế nào thanh tịnh thôi. Có người nói hiện nay là bắt buộc phải tu A Di Đà, có người thì nói là phải chỉ chú Đại Bi rất là tốt, và có người thì nói là phải bắt buộc phải qua phương pháp thiền mới được, thì đúng chứ không phải sai, đúng hết, ai nói cũng đúng hết. Nhưng tất cả cái đó là cái con đường mình dụ dẫn để mình quay về cái con đường thanh tịnh. Nếu mà mình hiền đó mà mình không thanh tịnh cũng như không, nếu mà mình niệm Phật mình không thanh tịnh cũng như không, nếu mà chị chú không thanh tịnh cũng như không đó, thì chúng ta tu làm sao để quay về bên trong của mình mới đúng như quý vị. Đó là tất con đường là bắt buộc đó. Thì hôm nay em chia sẻ, nếu mà cô bác nào hữu duyên với em đó thì em xin chia sẻ. Thì thật sự ra nếu mà hỏi cảm nghiệm của cuộc sống của em á, về cái quá trình tu tập á, thì lúc mà hành căn em đau khổ rất nhiều, và tháng hành căn điều gì đã cứu sống em? Thứ nhất là do em lại sám hối, thứ hai nữa là do em trì chú, vì trì chú cho mình cái công năng có cái nội lực á, thì các chị sẽ hạn chế xâm nhập vô người mình, nói chung bây giờ vẫn bị nhưng mà nó hạn chế ít, giống như là vô mà vô không được, hoặc là nếu mà vô cũng không làm gì được mình, giống như ẩn ẩn vậy thôi, hoặc là cho mình ăn nhiều này nọ, hoặc lâu lâu bực bội và mình có tu tập mình quán xét lại thì mình biết lúc đó thì mình dừng lại. Đó là vậy. Còn nếu mà quý vị mà cứ bỏ luôn đi thầy hoặc như thế nào đó, chúng ta làm kiểu mà chúng ta đang hoang mang á, chúng ta đi thầy mà muốn hết liền á, thì sẽ bệnh càng ngày càng nặng thêm và rất là lâu hết. Và điều thứ ba nữa thì em cũng gặp được một vị thầy tốt, đó là ba điều đã cứu sống em đó. Thì lúc đó thì trên du di cho em đi học, chứ lúc đó em hành căn thì đi rất là nhiều thầy, cuối cùng một chỗ thầy này thì em cảm giác làm cho em an tâm như thế nào đó, cứ trong cái hồn của mình á cứ muốn đi tới đó hoài. Thì cứ chiều 6 giờ là em sẽ đi lên đó, tính 9 giờ em về, có khi 9:30 6 tới 9 giờ ngày nào cũng như vậy hết đó. Thì đi vừa học trong cái hồn, những cái hũ cứ vô, có khi bị ma nhập cái ngồi đó bị đánh mỗi ngày vậy đó quý vị, bị đánh xong ngồi dậy rồi xong cũng cái lúc đó là con người mình sẽ có hai cái luồng điển âm và dương, thấy không, là mình nói đó là sẽ rất là nhạy vì cái vậy gì tâm linh, rất dễ bị nhập và nhiều khi cũng biết coi bói này nọ nữa, rồi sau này là mất tiêu hết rồi đó quý vị. Nên con người mình lúc bị hành căn là sẽ mình nói gọi là sát hội đó, thì người này phóng ra người kia phóng vô, con người mình rất là nhạy, nên mình gán phải tu tập làm sao để cho các chị đừng có vô sát mình nữa. Thì quý vị nếu mà
đang hành căn hay là đang tu tập cũng vậy, phải tập cho mình một cái nội lực mạnh, đó là gì, chị chú. Em nói thấy chị chú rất là hay, quý vị. Thì đôi khi niệm Phật đôi khi nó không có định nhiều, tại vì lý do nó quá dễ niệm. Còn nếu mà ai đã niệm Phật thì thuần thục rồi đó, cô bác lớn tuổi thì niệm Phật thuần thục rồi thì niệm Phật nhất tâm cũng rất là tốt. Nói chung đường nào cũng tốt, nhưng mà cái này là mình nói là dành cho những ai mà khó nhất tâm mình phải quay qua chị chú, vì chị chú thì thật sự là hay. Và chị chú này em cảm giác trong kinh đó, thì buổi sáng mà 4 giờ sáng công phu tu tập thì chùa có trì chú Lăng Nghiêm và Hạp Chú. Thì cái này là chú Đại Bi và Hạp Chú, nếu mà ai muốn hỉnh thì muốn ấy thì nhắn tin dưới em sẽ gửi đến cho, tại vì cái này em mới hỉnh trong quán ăn chay á quý vị, cũng nhiều. Thì cái này thì rất là hay đó, nói chung là gọn và mình dễ đem theo, mình đi đường mình đọc mình học nữa. Nếu mà ai mà sáng trí học tầm một tháng là thuộc à, đọc á, không cần học đâu, mình đọc mà chú Đại Bi ngày 7 biến, mỗi chú thì 3 biến. Nếu mà ai mà hết muốn trị bệnh nhá thì đọc chú Dược Sư nhiều vô, 21 biến, chú Đại Bi 21 biến, mấy chú kia 3 biến thôi đó. Thì chúng ta đọc nhiều như vậy từ từ nó sẽ hết bệnh. Còn em thì không có hy về chú Lăng Nghiêm nhiều, tại vì mình còn cuộc sống gia đình nữa quý vị. Và cái này thì em nói là chúng ta phải học, tại vì phải nên học, tại vì cái này có lực rất là nhiều. Trong chùa công phu sáng thì các vị có tu tập, mà nếu mà ai có cuốn kinh kinh Nhật Tụng thì có trong đó. Thì còn nếu Phật tử nào mà đang tập tu thì nên hỉnh cái này gì, lấy cái này gì đó mình đọc ha. Đi bữa nay ước mưa từ sáng đến mấy tiếng đồng hồ, hiện nay hơi ướt chút xíu mà nhưng không sao hết, quý vị mơ nó khô à đó. Thì quý vị muốn ấy thì nhắn tin cho em nha. Và hôm nay em sẽ chia sẻ một điều nữa là quý vị, tại vì em không nói là em sẽ đi núi nào chùa nào nha, nếu nói bị phạm và người ta sẽ chửi mình chết. Thì tối qua em không có nói, tối qua có nằm mơ, em bỏ việc tối qua đi, em nói là bữa nay em đi núi thì tới cái chỗ đó thì cái âm khí rất là nặng. Và em biết là chỗ này không có ai ngự, tại vì mình biết chỗ này là người ta cúng kiến ít, thứ hai nữa là chỗ này là có thể người ta luyện bùa luyện ngải gì nữa. Cái âm khí là nặng, em vô em không có hấp nha, em cũng có lại, em đứng em đi vòng em đi ra, em thấy bạn em nó lại, em kêu ê thấy nó cũng lại thôi, lỡ lại cho lại đi, em kêu mấy lần không nghe thôi. Là quý vị biết lý do làm sao không? Chỗ đó âm khí quá nặng, ít tu tập, tối không ai tụng kinh hay sao đó, thì cái nơi đó âm khí rất là nặng. Là nơi đó là những cái linh khí đó, âm khí đó nó hút vô tượng, là chát tượng đó là toàn là dông không à, dông nhập tượng chứ không phải là điển thiên có trong cái như là cái tượng đó là mẹ Quan Âm, nhưng thật sự không phải mẹ Quan Âm, nhưng mà các cái dông linh ở trong đó đó, chúng ta đang lại ma chứ không phải lại ai chứ. Nên em kêu ê không có tỉnh nghe, nó cho nó lại đi. Cái em ra em chửi nó, đi đạo biết bao nhiêu năm rồi, tốn tiền tốn của đi không có biết chỗ nào có linh khí, chỗ nào có âm khí hết, không có cảm nhận được gì hết trơn hả, mấy cái tượng đó toàn là ma quỷ nhập tượng không đó. Đó, mình đi mình phải biết, tại vì cũng là núi với nhau, cũng là chùa với nhau, chúng ta đi chúng ta phải để ý nha. Có những núi chúng ta đến rất là thanh, những cái am cốc đó rất là thanh, có những núi mà người nào mà họ muốn ham thích thằng không, họ đến họ luyện bùa đó, chúng ta đến là nơi đó là quần quần chóng mặt, hoặc là những cái nơi nào mà người ta nuôi binh đồ nhiều đó, và cái lực mình đó vô là cái đầu nó quay nó chóng mặt, là chúng ta biết là quá trời nhiều dông rồi đó, chúng ta biết. Hoặc là những người nào đang yếu đó thì đi chùa ra phía sau bàn thờ cũng có dông rất là nhiều, và đi nếu mà lực yếu thì chúng ta chóng mặt. Nếu mà cúng kiến đàng hoàng mà nói chung cúng kiến đàng hoàng cơ mà tụng kinh á, chùa mà có tụng kinh thường xuyên mỗi ngày đó thì cũng sẽ tới nó nhẹ, nó bình thường nha, nó không có sao không ha. Và chỗ nào mà mình nói là chùa mà tu một mình hoặc ấy đó, đi hoài đó mình gì tới đến năng ì, đó là em nói thật. Thì nó mà cái em không có nghĩ, chứ nói chung em quên giấc mơ tối, em không quan tâm tới. Tự nhiên hai giờ chiều bắt đầu em nhớ là giấc mơ tối, à tự nhiên tối nói em chở tao đi chỗ nào đâu mà toàn là quỷ ma, núi gì toàn quỷ ma không vậy, mình không có để ý. Cái em la làng lên, em nói thôi đừng chở tao đi đây, nó núi quỷ không mà tao không đi đâu. Cái em mới nhớ lại, à em nói thì ra nhớ rồi, thì ra cái điện báo trước là hôm nay em đi núi đó, là núi đó toàn là cái chỗ thờ đó đó, cái cốc đó ghi cái cốc đó, mấy chỗ kia không có, ghi cái cốc đó toàn là ma quỷ không à. Bởi vì chúng ta hỉnh cái tượng Phật lên đó, chúng ta hờ rất là dễ, nhưng mà chúng ta phải công phu tu tập. Cái chỗ nơi nào mà cái âm khí nhiều sẽ hút nhiều cái âm khí, thì chúng lâu ngày thành quỷ ma không à, quỷ ma vô nhập tượng chúng ta lại quỷ lệ ma, càng ngày càng tăng cái
cái đạo hạnh của họ. Cũng giống như em nói cái này thì nó hơi phạm, nhưng mà quý vị á, nếu mà quý vị tin lầm thầy á, hoặc là chọn sai mà người mà mình cung kính tin á, thì giống như là chúng ta mỗi ngày chúng ta tưởng đến họ đó, quán tưởng đến họ này nọ, thì cái nội lực họ tăng lên, giống như mình coi phim tàu vậy đó. Ma quỷ mà lâu ngày mà giống như là mắt cái này mọc lên cái khác, mắt này mọc lên cái khác đó, bắt diệt cái đó quý vị, linh hồn người ta bắt diệt rồi đó. Đó, thì khi cái đó là do mình đó, chúng ta tu sao chúng ta đến cái nơi nào mà có cái điển thiên hoặc từ trường tốt, chúng ta phải cảm nhận được cái nơi nào có âm khí, cái nào có linh khí, cùng là núi với nhau nha. Mặc dù em ở bãi núi thường xuyên đó, nhưng mà có núi có linh khí, có núi có âm khí nữa. Cái núi mà bỏ có không có âm khí của người núi đến đó, người ta hít liền buồn vô là mình chóng mặt liền đó. Thì quý vị tu làm sao phải biết liền cái chỗ này nha, chứ đừng để mà em nói em chữ em đi bao nhiêu năm tốn bao nhiêu tiền mọi nơi, mấy cái chỗ này quỷ ma không trong đây ngồi không cảm nhận được hả đó. Thì quý vị cái người thường em bỏ qua cái này là mình phải chửi là lý do sao tốn tiền tốn của đi mà không học được cái gì, nó uổng lắm quý vị. Có những người họ đi họ không học gì chứ, toàn là học ai có bầu ai lấy ai chia tay ai, ai bỏ ai, quá khứ ta sao gạnh lắm, mà hỏi đạo câu ba chữ không gạnh, ngộ vậy đó. Chúng ta có cái chuyện đó, cái chuyện ta trả mình nói là cái chuyện ta trả quả, chuyện nhân quả của người ta trả chuyện của người ta đó. Thì mình không có cười chê, đến lúc một ngày nào đó tới mình sao. Nên ai cũng có quá khứ hết á, đừng có cười chê người ta. Em quá khứ em rất là xấu, em nói trước. Nên quý vị đừng có lấy quá khứ người ta mà đem ra rất là tội quý vị. Giống như Bồ Tát cũng vậy nữa, có những bồ tát đó xuất thân ở những cái nơi rất là xấu, người xong cuối cùng người ta tu, người ta từ thiện, người ta làm những cái việc rất là tốt. Tại vì sao? Ta học những cái xấu đó để sau này ta đối đãi với cuộc đời. Quý vị có thấy ai mà hiền lành mà ngoại giao tốt không? Quý vị có thấy ai hiền lành ngoại giao tốt không chị em? Người đó phải thông minh, người đó tinh tế và đầu óc nó như thế nào, chứ không phải mình đến một cái nơi á, đàn ông mà nắm tay một cái cũng không được, rồi lại nựng má một cái cũng không được, chúng ta la làng ơi này nó dê tôi, nó gì không có. Những cái nơi đó đó, những cái đó đó chúng ta phải học để đối đãi với cuộc đời, không phải để làm gì hết trơn đó quý vị. Chúng ta nhìn với con mắt, có những người họ ở dưới quê họ nông thôn đó, cái này mình nói là đời thôi chứ không nói gì đạo chứ, họ không có gành gì cuộc sống ở đây thành thị đó. Nhiều khi quý vị biết không, trong gia đình đó, người đàn ông mà nó ngoại tình đó, mình để ý con mắt một cái đó, mình đã biết như thế nào, nó khác hay quý vị. Còn chồng mình nó làm sao nhiều khi quý vị, nhiều khi mình nói hịch hạc quá không có để ý, không quan tâm tới. Cái người phụ nữ người ta tinh tế, nó bữa nay nó gì nó lạ đã biết rồi, cái bộ đi như thế nào ta đã biết rồi, đó là gì, người ta tinh tế, cái đó là đời thôi chứ không có gì là đạo đó. Đó là như vậy. Nên cái đó là em thấy cái bên phòng ngoại giao đôi khi cái da chạm nhiều, nên nó còn khi mình không có nói sâu về cái đời tư đời riêng của người ta, đôi khi sau này người ta tỉnh ngộ, người ta tu luôn sao, hoặc là cái đó là cuộc sống của người ta bắt buộc phải như vậy, nên mình không có nói chuyện của người ta quý vị, nó tội lắm, nói là khẩu nghiệp. Còn cái này là em hỉnh nhiều lắm nha, có gì inbox cho em. Cái này mình đem heo mình gấp gọn lại dễ lắm, mình gấp ra làm ba gì nè. Rồi thêm một điều nữa em chia sẻ hôm nay, những câu hỏi mà của khán giả đó thì em chia sẻ, em chọn ra một số câu rồi hôm nay em trả lời tiếp. Khán giả hỏi là lâu lâu ra mộ dọn cỏ có sao không, tại vì hôm bữa em giảng là cây cỏ có linh khí trong đó, nếu mà mình làm như vậy thì người ta cũng sẽ đau đó, thì mình như vậy thì mình cứ dọn không sao, tại mộ má ông bà mình dọn cho sạch sẽ. Thứ hai đó là tùm tùm quá thì lâu ngày nó gắn ít đó, thì mình muốn làm như vậy thì mình niệm Phật. À, mình dọn xong mình niệm Phật, mình hồi hướng cho các vị đó, các cây cỏ mình niệm gì đó, nó con nên cái cây lại nói mình nó tu, nó giống như là xàm xí như đó quý vị, mình nói giống như mình nói nhảm đó. Thì cây cỏ mình cũng hồi hướng nữa, đó là một chuyện. Nhưng các vị mà cái gì mà chặt hút nam đó, khi đến gần đó là cũng phải khấn nguyện, đọc bài khấn nguyện xong mới đi chặt hút nam đó, chứ không phải mà tự nhiên mà chặt hút nam gì cho mình uống đâu quý vị. Rồi một điều nữa đó, khi mà mình bị bệnh đó thì đôi khi mình cũng trở nên mình xàm xí, đó là lý do gì. Mình bệnh mình không có đi bác sĩ, nếu mình tin mình không đi bác sĩ, mình nguyện trong các cái tế bào, các nỗi đau của mình, các chư gì trong đi nè, mình nói chuyện với họ không à. Thế đôi khi mình tưởng tượng như mình bị khùng nhưng không có được bình thường đó, thì khi mà mình bị bệnh á, nghiệp á mình phải biết, hoặc là ngải đó, nó có hai dạng bùa đó quý vị. Sẽ có cái cục gì nè, khi nó đau trong ngực của mình, có khi nó đau cái hông, có khi nó nhảy chỗ này, nó nhảy chỗ kia, nó gò qua, nó gò lại, nó không ổn định một chỗ, là mình biết bệnh nghiệp rồi đó. Hoặc là bùa ngải đó, thì nó sẽ không ổn định một chỗ.
À, thì mình đừng có đi bác sĩ chi, nó đau gì lắm mà mình đừng đi bác sĩ chi, không có ra đâu, hoặc uống giảm đau tiếng hay tiếng nó cũng bị lại à, nó là như vậy ha. Thì quý vị nay thôi sẵn cái luồng này sẵn em chia sẻ cách gỡ bùa luôn ha. Thì quý vị nếu mà bị bùa đó thì có chị hỏi em là chị cũng lỡ ngu đó, chị hỉnh bùa online giờ chị bị ngứa quá trời làm sao, cái đó là bên ngải. Thì chị nghe được cái bài giảng của em cái bài trước đó thì chị nghe chị biết rồi, thì em nói thôi để em lên mạng em sẽ chia sẻ về vấn đề mà lỡ bị bùa làm sao. Cái này là chỉ mà dạy sơ sơ thôi, chứ nếu mà nặng quá là mình phải đi thầy hoặc là chúng ta phải tụng kinh trì chú cho nhiều vô mới hết nha, chứ không thể nào mà bùa ngải mà mình tự gỡ nhà được. Nếu mà bùa mà ít ít thì mình gỡ được bình thường nhẹ nhẹ đó, còn mà bùa mà người ta muốn hư nhau mà đánh nhau mà tính mà dạng như mấy thứ dữ đó thì phải bắt buộc phải đi thầy, tại vì cái đó là khó, rất là khó. Nói chung phải đi thầy mà cao tay, thì bây giờ thầy cao tay cũng còn được mấy người đâu. Nói chung là thầy bây giờ là cũng không phải nói gì mà ngày bế rồi quý vị, chính em bây giờ còn em không biết làm gì chứ, bị bế không cho làm nữa, nên nó nhân quả ai nó trả mình đứng nhìn thôi, còn người nào có làm thì còn còn làm thì cứ làm, em thì em bế em không có làm nữa, em bế tầm 4 tháng 2 rồi không có làm nữa, chỉ nói chỉ cho nói thôi chứ không có làm. Thì quý vị nếu mà nam đó quý vị lấy giùm em 7 cái gai trừ xương rồng ra, gai bưởi, gai chanh, gai mắc cỡ hoặc là bông giấy, bông hồng, dung nem. Ở biển thì có cây gì đó, cây siro cây gì đó, nói chung cây gì mà có gai chứ gì chúng bỏ vô, cây ngòi gai nữa thì chúng ta bỏ vô, còn người nữ thì chín loại gai, nam 7 nữ 9 ha, 9 loại gai ha. Đó thì gai tre gần gai trúc luôn nè đó quý vị bỏ vô nha. Chanh 7 trái, nữ thì 9 trái, trẻ đôi 2 lít giấm, 7 tép tỏi, 9 tép tỏi đó em, nữ nam tự chia ra nha. Xả 7 9 đó, nam 7 nữ 9, rồi xả tỏi gai bông. Nếu mà chúng ta ở quê chúng ta bước ra ngoài ngoài cửa đó có bông trang đó, chúng ta hái một gỗ bông trang bỏ vô đó, rồi có chầu cao thì bỏ vô, còn không có thì thôi cũng được đó, tùy theo cái ca nặng nhẹ, có những nặng thì phải bỏ chầu cao, còn thôi tùy cũng được không sao đó. Còn nếu mà ở trên thành phố đó thì chúng ta mua bó bông cúc 15 ngàn 10 ngàn gì đó bỏ vô đó, bỏ vô chúng ta xong. Còn nếu bàn thờ chúng ta đó, nếu chúng ta có thờ Phật đó, quý vị xin giùm em 3 cây chân nhang của quyền, 3 cây chân nhang trên bàn Phật chúng ta niệm Phật mỗi ngày đó, hoặc nếu quan thánh thì chúng ta lấy thêm nữa càng tốt, cho con xin 3 cây chân nhang này để con xong con giải bùa ngải cho người con ra. Thì mình bẻ cái mấy cái chân nhang đó bẻ bỏ vô nồi đó, mình xong 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 lấy nước đó mình tắm lại, quý vị sẽ nhẹ được cũng phải 20-30%. Xong nếu mà tại vì cái này là sẵn em chia sẻ bí quyết luôn nha, thì cái có nhiều người họ lăn trứng gà thì không có hết, rồi lý do sao trứng gà thì không có gỡ được cái ngải, chỉ có trứng gà sống mới lăn được cái ngải thôi. Còn nếu muốn hiệu quả đó, có người nào mà không ấy thì cứ lăn trứng gà, còn nếu muốn hiệu quả đó thì mình lăn trứng ngỗng. Mà trứng ngỗng giờ nó không phải mùa, nó hơi khó ha, nó hay ngay mùa. Và trứng ngỗng thì có chỗ bán dưới quê thì 30, có chỗ bán nói chung dưới quê thì là 30, trên phố nữa quý vị phải đi gà lại nha, có chỗ bán 60, có chỗ bán 30, có chỗ bán 80 đó. Chúng ta thấy cái chỗ nào mắc quá đừng mua, có chỗ thì thường là giá chuẩn là 30, có chỗ 50 đó, có chỗ bán mắc lắm. Nó là vậy thì lúc các vị mà hết mà cái vị này cô này là cổ mất rồi năm ngoái rồi, thì lúc trước cô em làm cho cổ đó thì trứng nó hổng như bé lớn vậy nè, là con cháu đó giống như là muốn xài bùa ngải để bà đưa tiền đó, nói chung dụ bà đưa tiền đó, thì lâu ngày của nó ăn trong người nó chăm chích nhất lắm, rút ra một cái nó đỡ nhất mà cái lỗ nó hổng quá sâu luôn. Cái gì đó thì nói chung là chúng ta xong xong lấy nước tắm tắm xong lấy trứng ngỗng 2 trứng đó, thì nếu mà mấy chúng ta tụng kinh một đêm để lên bàn Phật á, hoặc để lên của quyền đó, nguyện cha mẹ hãy tổ quyền thất tổ ông bà đó quá điển quá phép vào 2 cái trứng này để con mơi con lăn con rút bùa ngải của người con ra, và mơi bắt đầu mình lăn. Và khi mình lăn như vậy đó, làm ơn mua giùm em gói thuốc hoặc mua một gói thuốc lá với hộp bánh ngọt đó, mình trả ơn cho bên gia đó quý vị, mình trả ơn đó. Thì mình luộc trứng xong đó mình lăn, mình vớt một trứng ra, còn một trứng mình để lại, khi nào trứng này nguội mình hãy lấy ra để nó đem ra sớm nó nguội nó ổn đó. Thì mình luộc mình để rượu vô nha, luộc rượu luôn thứ gì cho nó rút vô, rồi cái đầu mình lăn lăn chỗ nào đau nhiều mình lăn nhiều, lăn từ mặt tay đầu, rồi nhớ để vô cửa mình người phụ nữ, tại vì các bùa ngải sẽ rút đi ra cái đường đó hết quý vị, cho đi ra cái đường đó rất là nhiều, ma cũng vậy nữa, thì có khi ẩn vô cái chỗ đó đó.
Thì quý vị thấy hay bấm ngay cái kẹt kháng là như vậy đó, có những thầy bấm rất là đau, nhưng mà thật sự ra em không biết nói sao giờ nữa. Thì chúng ta tụng kinh thì sẽ ra, hoặc gì chú hành tâm sẽ ra, đừng có đi thầy bà để người ta đánh nữa, đau hơn xác lắm quý vị, tội lắm đó. Thì khi chúng ta luộc trứng chín xong đó, chúng ta vớt ra một trứng, còn trứng chúng ta đậy nắp lại cho nó nóng, chúng ta hút dùm 6 cái điếu hút để là cái dĩa và hộp bánh mở ra. Con hỉnh 36 vị tổ sư về trợ lực cho con, để con rút bùa ngải con người con Nga. Thì ít nhiều quý vị không phải thầy bà cũng nói chung là cũng đỡ cũng 60%, nếu cái người đó có công phu tu tập sau vậy có thể đỡ được 70%, và chúng ta từ từ tu tập nó hốc hết luôn, từ từ nhẹ nhàng ra. Còn nếu mà người nào nặng quá làm ơn lăn 2 lần trước ngỗng, hoặc lâu lâu thỉnh thoảng xong thêm một nồi nữa cũng được, không sao, xong 2 lần 3 lần gì đó. Đó là chúng ta không có tốn tiền, không có cần phải đi thầy bà, không cần phải sợ thầy ta đẩy bùa vô người mình. Đó là cách chia sẻ của em ha. Thì ngỗng là mình có thể trị được là bùa ngải là như vậy. Còn nếu trứng gà không, nếu chúng ta lăn không thì đôi khi cái ngải nó cũng còn đó, nó cũng dở hơn trứng gà trứng ngỗng nhiều lắm quý vị, thì tùy theo điều kiện quý vị à. Đó, thì đó là cách em chia sẻ trên mạng, ai bị thì cứ trước tiên mình lăn đi, xong cứ đi cho nó khỏe đi rồi hả lăn, xong rồi tự nhiên thấy nhẹ người đó, xong nhớ để giấm vô cho nhiều nha, để gì đó, rồi khi như vậy á mình lấy khăn á mình nhúng nước cho ướt, rồi mình bịt vô gì đó là cái hơi giấm á, nếu mà ai thử không quen nó nằm khó chịu lắm, nó sặc lên luôn á, mình gì nào mình để khăn ướt thì nó hết, còn không ấy cứ thử nó cũng được. Vô cái son mình cũng đỡ lắm quý vị đó, nếu mà ai ấy xịt vô 2-3 miếng dầu gió đó, mình xong son luôn cũng được, không sao hết. Còn có một vị khán giả hỏi em á là mình nhờ thầy hỉnh liễn của quyền được không, nói chung là được chứ không có gì chứ, nhưng mà đâu có thầy đó như thế nào, nhưng mà nói chung đa phần là hỉnh thì hỉnh giùm thôi, chứ không có cái gì buồn ngãi gì đây hết. Tại vì hỉnh liễn của quyền á, mình hỉnh về mình thờ của quyền của mình, còn đừng có sợ người ta sơn bùa sơn gì trong đó, nhiều khi cũng khó cái chịu sơn, nó cũng có thể người ta sơn nữa, thì mình hỉnh nhiều. Hôm nay con có hỉnh con nấu một cơm canh này, con hỉnh của quyền phát tổ ông bà về gia đình con ngự để con phụng hờ nhan khói đó. Thì mình nấu cơm canh trái cây bông hoa trà quả trầu cao đầy đủ nha, nhưng đặc biệt phải có trầu cao vì các cụ xưa rất thích ăn trầu cao ha, hút lá luôn đó. Thì mình cứ hỉnh lại cơm canh trà quả trái cây, mình hỉnh về nhà mình thờ, mình tự hỉnh liễn cũng được, mình mời thầy hỉnh rồi đem nhà tự mình hỉnh ngày đó cũng được, đó là như vậy. Còn cái gì mà tượng Phật mình nè, tượng Phật đó quý vị, mình hỉnh về thờ là mình phải thờ cái ngày 19 gì đó, chúng những ngày mà đẹp đó, chúng ta đừng có để những cái ngày xấu không có nên ha. Đó là nhiều khi mình không có đủ, tại sao đó, mình có phong tục là mình đưa cho thầy tụng kinh bao nhiêu ngày chúng ta mới đem về nhà là như vậy đó. Lâu ngày ở trong chùa có tiếng tụng kinh hút vô những cái năng lượng tốt, còn như ở nhà mình không có thì cũng không sao hết, nhưng mà mình hành tâm thì cái điểm quen cũng sẽ được cảm nhận, nhưng mà cứ dưới điều kiện là người đó phải biết tu tập nữa kìa. Mình tự mình hỉnh mình thờ luôn, em thì tự mình em mà, chứ em không có nhà ai hết trơn á, quýt lắm. Đó là như vậy hả quý vị. Thì hôm nay em chia sẻ nhiều đó thôi, còn cái việc mà cuộc đời của mỗi người ai cũng có cái giai diễn chính quý vị đó. Nhiều khi em biết á, em mới nói là sao, ví dụ như vậy nè, có những người, cái cô này cô gọi điện hồi sáng, cô nói bây giờ chồng cổ thì hay ăn nhậu và đi về nhà có đi nữa, kiểu đi nếu mà la nữa thì đi luôn 2-3 ngày không chịu về như vậy. Thì lúc đó thì cổ mấy năm về trước thì cô có làm bùa cho chồng cổ được, nhưng mà dễ lại đó quý vị, đừng qua mê chơi nữa. Thì mỗi lần như vậy thì bình thường, nhưng mà về mẹ về bên nội thì trở lại con người bình thường, là mê chơi lại, à bắt đầu ăn nhậu lại. À thì chị hỏi như vậy có sao không mày nọ, em nói chị có tiền không, nói không đừng lo, có vợ bé ổng cũng không có nuôi ổng nổi đâu, mà ổng cũng nuôi vợ ổng nổi đâu, rồi cứ cho ổng đi hết ổng cũng gì à. Nhưng mà vấn đề cốt yếu là gì quý vị, cái nghiệp chị này nó có sẵn rồi, chị này đi hầy để mà quá giải được hiền được 3 năm, rồi bây giờ là bị lại cái nghiệp. Chúng ta trước cũng trả, sau cũng trả, thôi chúng ta trả cho rồi đi, chúng ta đi thầy bạn chi rồi mất công nó cho nó vậy. Em ví dụ cái chị này là em hay may đồ của chị trên kia đó, lúc trước em hay may chị trên kia đó, thì kế bên nhà của chị đó thì ông chồng ở trong gia đình cứ cãi lộn suốt, là do miếng đất cũng xấu, và nói chung xấu mà không biết tu nữa quý vị, do cũng làm nghề cá này nọ đó cũng xấu, nói chung là gia đình cãi lộn, ngày nào cũng cãi lộn chân á. Thì chị chịu không nổi, chị mới đi thầy ra giá là 3 triệu, thì 3 triệu là
thời gian được nửa năm, nói chung nửa năm ổng hết quậy và ổng quậy lại bên chành rồi đó đó quý vị. Cái gì cũng vậy, mình đưa vô cái tên tủ cho thầy rồi xong á, một chuyện ông thầy đó ông đọc tên, nhiều khi ông làm này nọ, nhiều khi mình đâu biết được đâu quý vị, nên á nhiều khi cũng phải cẩn thận chuyện này ha. Em thì em bình thường lắm, thì hồi nãy em đi chùa, trưa nay em có đi chùa đó, thì em gặp thầy thì cũng kêu em để tên lại. Và thật sự lúc mà em để tên lại, lúc mà 6 giờ chiều em cảm nhận được, 6 giờ mấy chiều em cảm nhận được là thầy đọc kinh, thầy hồi hướng cho em, cảm nhận được cái luồng điểm quan của thầy mạnh như thế nào luôn đó quý vị. Thì mình đi thầy mình phải cảm nhận được ông thầy đó tốt hay xấu, khi mà em hồi hướng cái gì cũng phải cảm nhận được cái điều đó là có gì có được hưởng hay không. Giống như em đang trên đường đi về là em biết là thầy ông đang cũng cứ hồi hướng cái tâm học hướng đến mình, là mình cảm nhận luôn nguyên cái luồng điểm mạnh vô người mình gì nè, là lòng mình tự nhiên nhớ đến thầy là biết rồi, thầy mới hồi hướng cho mình, đọc kinh hồi hướng cho mình đó, đó là như vậy. Nên nó quý vị cũng phải hiểu được cái chuyện này, chúng ta đi tu tập sao đó mà chúng ta phải hiểu được, là cảm nhận được là cái người này tốt cái người này xấu. À, nói chung thôi giờ sẵn chia sẻ quý vị, dù đúng dù sai cuộc đời này nè quý vị, chúng ta thật sự ra ông bà chúng ta nói ít có sai lắm, cái lời hay không học, cái lời thật thì không hay. Mà những người họ nói chuyện sẵn lè đó, hoặc là họ nói chuyện mà mình nói là có thể là vô duyên chút cũng được nữa không sao á, nhưng mà họ có thể là họ thật à. Còn những người nói chuyện mà ngọt ngào đó, hoặc là hay khen, hoặc là mình nói là kiểu mà cái nghệ thuật sống ta mà hay khen mà, hoặc là họ hay ba phải đó quý vị, sao nó cũng được, bên đây che bên đây, bên kia che bên kia đó quý vị, thì sớm muộn cuộc đời của mình cũng bị người đó lừa gạt, hoặc người này chơi trên đầu mình. Nên mình chơi mình cẩn thận những người đó, mình làm ăn kinh doanh cũng cẩn thận những người đó. Họ ngoại giao rất là giỏi, nhưng mà thật sự ra họ, mình nói là kinh khủng lắm quý vị. Nói chung cuộc đời mình là toàn bị lừa bởi những người khôn khéo, chứ không ai bị lừa bởi mấy người mà đánh đá chua ngoa. Những người đó họ lộ ra hết rồi, nên mình biết mình né rồi, hoặc là họ sống rất là thật nên mình biết như thế nào. Mình còn bị dính bẫy bởi những người kia không à. Đó là như vậy ha, nên chúng ta phải cẩn thận. Chúc quý vị luôn an lạc tinh tấn nha. Thì chúng ta tu tập làm sao để mỗi ngày trí tuệ mình nó phát triển hơn và sáng hơn, để nhìn thấy rõ mọi việc nào đúng sai phải trái ha. Nói chung là cũng không đúng mà cũng không sai, không phải không trái, mỗi người đang đóng cho mình một vở tuồng. Và nói chung là tất cả cái hình ảnh đó chỉ là cái phép thử để chúng ta quay về chính bản thân chúng ta. Thì chúng ta làm người được cũng hết được khen lắm, thì đa phần chúng ta bị khổ là ở lời khen thôi. Và thật sự ra các vị có những gì họ tu rất là cao, cuối cùng họ vẫn bị ở trên đài vinh quang chuẩn bị rớt xuống là do đâu? Một phần là khen cũng một phần là do ngạo mạn chính ở mình. Nên chúng ta còn cái trí óc mà chúng ta chưa ai phát hiện được, chúng ta tự phát hiện thì chúng ta phải tiêu diệt nó liền nhau gì, đừng để nó phát triển ha. Thì em cũng cái tâm em cũng có khởi mà, nhưng mà mình biết thì mình diệt nó, đừng cho nó phát sinh, thì rất là tốt quý vị. Chúc quý vị luôn an lạc tinh tấn. Nam mô Di Đà Phật.